Bắt đầu anh. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Không phải không, phải là được rồi đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn. Ừ. Anh nói là bác bạn ấy. À đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Rồi anh đưa đây, đây nào. Rồi đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Rồi. Ok. Mình sẽ dùng cái gì nhá? Cái toner. Làm da. Cối với một cối. Ok. Đấy. Mau hết chỗ bẩn trên mặt đi. Cái mặt sau này. Rồi. Để cho make up cho. À, make up này là một lần rồi nhỉ? Ok. Nói chung là đơn da dầu nên là không cần dưỡng kem dưỡng nữa, không cần ẩm quá. Bẩn chưa? Đi. Thế là không bẩn lắm, không trắng. Ok. Rồi, tiếp theo là bước trang khuyết điểm. Thì đầu tiên, à, bôi một kem dưỡng trước đi. Bôi một dưỡng môi trước. Nhìn quay mặt sang bên này. Đúng rồi. Ok, mình môi đi. Đấy. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ trang khuyết điểm mất. Thì hôm nay nhá, mất anh nó hơi có quầng thâm rất là nặng, đúng không? Thế là mình sẽ thử bằng cách là mình sẽ bôi kem mắt trước, đây là kem mắt của Clinic đấy, rất là xịn. Ok, bấm một chút xíu thôi, không cần quá nhiều. Nào, anh nhìn bên trên rồi. Đấy, em quay vào sang bên này, em nhìn thấy bên này nó sẽ mình sẽ làm ẩm vùng còn thâm mắt. Nhìn lên. Ok, giữ bên mặt nhé. Hôm nay em sẽ thử che cho anh khuyết điểm bằng son kem cam thử. Mình sẽ lấy một xíu xíu thôi. Anh quay mặt sang bên này đi. Nhìn trên cho em. Này, cái màu cam này nó sẽ làm cái màu xanh ở dưới mắt. Nói chung là kem nền. Nó sẽ đây là màu tối nhất. Nhưng mà nó dai nó tối màu hơn. Tối màu hơn. Bọn này nó làm cái kem nền tối mà chặt tối nhất. Bitch. Chắc là phải lấy cái mũi trang điểm mới, mũi trang điểm cũ nó hơi bẩn. Thì em đưa cho anh cái mới. Có giặt đi không? Có. Nhưng mà dùng lâu mắt anh yếu. Ừ, thay đi, em đưa cái mới cho anh. Cảm ơn tốt quá nữa. Oh yeah. Là bước contour. Xem. Đẹp hơn chứ. Ok. Cái này nè. Oh yeah. Đẹp đấy.
Mày khác gì, không cần chết mà. Sao anh có biết em làm gì không? Cái đó mày đập này em. Ok. Xóa mụn này. Mờ mờ đi. Mờ đi nha, không muốn chạy em không muốn kiểu. Tại vì ra anh nâu ấy, chạy em mụn trắng xóa trong buồn cười lắm. Anh này con thân mất thế nào? Đẹp đấy. Tuyệt vời. Thế đó, còn gì khác nữa không? Có, kẻ viên lên. Đây kẻ viên là gì? Cho biết tôi, góc cạnh mặt lên. Thế mũi thế nào? Rất là cao. Ok, điện thoại này. Ok, không biết tạo đáng, mà bình thường. Không có nữa, tạo đáng đi. Tạo đáng là gì ấy? Siêu quay góc cạnh là miệng. Ok. Few moments later.